Vâng, video trước thì em đã ghép cho chú Luận đấy ạ. Một bộ của chú Luận thì gồm có một đôi loa GML G300 này, cục đẩy nền vang cao mà 2000, lưng tiếng, lọc xì, một cái mic không dây nữa. Chỉ giá của bộ của chú Luận là 19.550.000 đồng. Chú Luận ở Bắc Giang, cảm ơn chú Luận rất nhiều. Và bây giờ em xin phép được quay tiếp, test tiếp một bộ nữa cho anh Oai. Anh Oai ở Yên Định, Thanh Hóa đây. Bộ của anh Oai thì sẽ khác một chút, đó là anh Oai sử dụng một cục đẩy rời và vang rời. Đấy, thì bộ này thì nó có VIP hơn một chút ở dưới mic không dây SE69 nữa. Và xin phép được giới thiệu chi tiết hơn cho các bác anh em cái bộ ngày hôm nay. Bộ của anh Oai là 20.500.000 đồng này, và gồm các thiết bị như sau. Đầu tiên phải kể tới một đôi loa GML G300 giống như cái bộ của Tư Luận. Đấy, giống nhau, gồm 2 bát 25, 2 chung và 4 loa chép. Đồng loa này thì 8 loa một thùng, đánh cực kỳ bạo lực. Và đây thì mới ghép với cục đẩy D500 theo yêu cầu của anh Luận. Cục đẩy D500 thương hiệu chính hãng của WeWood này. Ở đây thì ra phần là hàng WeWood hết các bác nhá. Hàng WeWood, hàng Mỹ, thương hiệu Mỹ hết. D500 chất âm đánh cực kỳ khỏe và cực kỳ sạch sẽ, trong trẻo. Và nó có thể đánh được tất cả những chất giải siêu trầm cho tới trầm, tới siêu chép, nó thể hiện được rất là tốt nhờ cái cục đẩy công nghệ mới này. Lát AB, nhưng cũng rất khỏe. Tiếp theo là bộ của anh Ngoài sẽ gồm một chiếc vang cao M8X nữa. Vang quá nổi tiếng trên thị trường hiện nay rồi. Đó là dòng vang đỉnh nhất cho tới thời điểm hiện tại. Vang cơ như các bạn nhé. Một chip xử lý 48 bit bên trong, và có 8 chế độ đại cài đặt sẵn của nhà sản xuất. Chúng ta về chỉ quyền chuyển qua lại các chế độ này là hát thôi. Và theo cảm nhận của em là chế độ 6 là hay nhất cho tới thời điểm hiện tại. Phiên bản này có cả Bluetooth này, có cả cổng quang này, có cả đầu đọc USB nữa. Vô cùng tiện lợi các bạn nhé. Và tất cả thì em đã chỉnh sẵn cho các anh em nhờ những cái phím chìm đây bằng cái tua vít hai cạnh kiểu như này. Đấy, chúng ta về nhà chúng ta thích thì thay đổi theo ý mình, còn không thì chúng ta để mặc định, và em đã chỉnh sẵn rồi. Chúng ta chỉ việc tăng giảm âm lượng của mic, tăng giảm âm lượng của nhạc và tăng giảm âm lượng của effect hiệu ứng. Tiếp trên đây là một chiếc nâng tiếng CV600 nữa em ghép thêm để cho theo yêu cầu của anh. Cái giọng hát nó được trong trẻo hơn, bay bổng hơn, ngọt ngào hơn. Và cuối cùng là một chiếc Big SE69 và thương hiệu của Mỹ đây, cũng hàng chính hãng cùng với cục đẩy và cùng với thương hiệu của vang này. Toàn bộ những hàng này khi mà hàng chính hãng nó cùng đồng bộ với nhau thì nó sẽ phối hợp rất là nhịp nhàng và ăn ý, nó tạo ra một cái hệ thống hoàn chỉnh, hoàn hảo cho các bác anh em. Chất lượng rất là ngọt ngào tuyệt vời. Giống mic này thì em đã giới thiệu rất là nhiều trên kênh YouTube rồi. Giá của nó là 5.500.000. Tuy nhiên thì trong cái chương trình ngày hôm nay, những bạn nào và anh em lấy những combo này, bọn em sẽ để mức giá rất là yêu thương, chỉ 3.900.000 đồng thôi. 3.900.000 đồng từ giá 5.500.000 thôi nhá. Hiện tại thì giá chỉ còn là 3.900.000 đồng thôi. Và để cho các bác anh em không phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ quay về phần chính để test chất âm của bộ dàn cao kê này ngày hôm nay. Xin mời các bác anh em cùng ngồi lại, chúng ta nghêu ngao vài câu hát với một bộ dàn của anh Oai này. Trị giá tổng bộ dàn này các bác anh em lưu ý là 20.500.000 đồng nhé. Và anh đã thanh toán cho chúng em trước là 2.500.000 rồi. Cảm ơn anh Oai rất là nhiều. Và để các bác anh em hãy cùng ngồi xuống, đeo tai phone vào, chúng ta thưởng thức một bài hát rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Đi tìm câu hát lý thương nhau. Em xin phép được tua lại phần từ đầu. Và đây mic SE69 đây. Rồi, Oai nhé. 1 2 5 6 7. Anh em xem video này nhớ cho em một cái like nhé. Và bác nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất, những video mới nhất bên em nhé. Cảm ơn các bác anh em rất nhiều. Thương nhau tình thắm môi à nghĩa nồng, nghe câu hát anh đi tìm người hát câu hát lý thương nhau. Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại xuống hương dâu. Anh đi tìm em ở phương nào. Anh ra vườn rửa súng xuê trái, đưa tay anh hái những mai đợi chờ ai. Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng càng, anh đi tìm bạn con đi xa. Như ông tìm hoa nở phương nào, để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Hỡi cô gái nghĩa bình, bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quà. Dầu bão vẫn vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau.
mà em vẫn hát câu hát ý thương nhau. Mọi chi tiết các bác mình em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em trên tấm biển kia, 0975386726 hoặc là 0963866622. Địa chỉ của chúng em ở 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Cảm ơn các bác anh em rất nhiều, những người luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng em trong suốt thời gian vừa qua. Bọn em ship hàng toàn quốc các bác anh em nhé. Những bộ dàn karaoke này thì các bác anh em có thể đưa cho em những yêu cầu cụ thể, bọn em sẽ phối ghép theo yêu cầu của các bác anh em. Mức giá rất là phải chăng, cho tới trung bình, cho tới cao cấp và cho tới siêu cao cấp cũng có các bác nhé. Thương nhau tình thắm môi à nghĩa nồng, nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát. Câu hát lý thương nhau, anh ra vườn đào em đã sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại đến nương dâu, anh đi tìm em. Anh ra vườn dừa, dừa xuống duê trái, đưa tay anh hái những mai đợi chờ ai. Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng can, anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ông tìm hoa. Hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Ơi cô gái nghĩa bình, bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quà, dầu bão vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau. Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, tiếng hát quê mình ơi biết mấy yêu thương. Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, tiếng hát quê mình yêu biết mấy quê. Và cuối cùng thì thay mặt cho anh em công ty rất là cảm ơn anh Oai và xin chúc anh Oai và gia đình thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn và kính chúc riêng anh thật là nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em.